Thì cái buổi ngày hôm nay với cái chủ đề công nợ như thế này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, hello mọi người. Rồi, chào các bạn mới nè. Rồi, mình là Chi đến từ phòng training của công ty. Lúc sáng thì các bạn là có gặp anh Nam rồi đúng không? Đó thì team của mình sẽ gồm có 4 người, cứ luân khuyên nhau ra, chia nhau ra để làm việc với các bạn. Và mình nhớ là mình sẽ có 2 buổi cố định hàng tuần như thế này để mà học những cái chi tiết về sản phẩm là thứ 3 với lại thứ 5, được không? Thì cái buổi ngày hôm nay với cái chủ đề công nợ như thế này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn hiểu rõ được cái tính năng công nợ này nó hoạt động như thế nào, cũng như là cái đối tượng khách hàng của mình khi mà mình nhắm tới á, phù hợp ra sao và mình giới thiệu cho họ. Được không các bạn? Kiểm tra xíu nha. Hồi sáng này anh Nam overview cho các bạn á, thì các bạn nhớ cái sản phẩm của công ty mình gồm có bao nhiêu sản phẩm chính và bao nhiêu sản phẩm phụ. Đó, cái này quan trọng lắm cho nên các bạn bắt buộc phải nhớ nha. Nhớ ngay từ ngày đầu tiên đi làm luôn. Bao nhiêu sản phẩm chính các bạn? 6. Kể tên đi. Go app, go web, go bot, go lead, go social. Rồi 4 cái phụ là cái gì nè? Đa chi nhánh, đa ngôn ngữ, đa gian hàng Shopee. Quá xuất sắc, trời ơi tuyệt vời. Rồi, vậy thì bây giờ cái chủ đề ngày hôm nay á, đó là tính năng công nợ ha. Thì á, mình nghe qua những cái sản phẩm như thế á, bắt đầu các bạn hình dung với chị. Ok. Du liên, lẹ lẹ. Rồi bây giờ chúng ta cần phải có cái bước hình dung với nhau nè. Em nghe tới cái chuyện công nợ thì trong đầu em nó mừng tượng ra cái diễn cảnh gì? Khách nợ tiền mình. Sao nói có thêm cái câu gì không trả nữa. Thôi nha, đừng có đi bán hàng nói là bên em cho anh chị mở tính năng công nợ ra là anh chị có thể cho khách của anh chị nợ mà không trả. Thôi kỳ lắm. Đừng. Đó, mình biết với nhau là mình sẽ mở tính năng công nợ đồng nghĩa với cái việc là cho khách nợ tiền của mình, đúng không? Buyer có quyền cho khách hàng của họ nợ tiền. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình mới xét theo đối tượng nha. Em là một nhà bán lẻ, đúng không? Thì em bán lẻ những mặt hàng của em vậy, em có cho người ta nợ tiền không? Cho hả? Không, ai lắc đầu không cho đâu, giơ tay thử. Trời ơi, em bán lẻ còn cho nợ tiền nữa hả? Người đó có mối quan hệ gì với em? Không giờ tại nghĩa là sẵn sàng cho bán thiếu đúng không? Sẵn sàng cho bán thiếu đúng không? Vì mở gian hàng đi chị bán thiếu nè. Chơi tới bến luôn. Thì cái tính năng công nợ của mình á sẽ bán lẻ em thấy là nói với những người ta bỏ xử á. Dạ, thì tôi học là mình đã bán lẻ. Nhưng mà trong cái phần này của mình hỗ trợ về cái đối tượng khách hàng là sĩ. Đối tượng khách hàng là sĩ. Đúng rồi. Đó, đối tượng của mình đó chính xác. Vỗ tay các bạn. Trời ơi, một nhân viên kỳ cựu của chúng ta lên tiếng. Đây, học hỏi anh đó nha. Thì cái tính năng công nợ của mình phù hợp với khách sĩ, được không? Khách lẻ người ta muốn nợ vẫn có. Nhưng mà nợ gì? Trả qua thẻ tín dụng, nợ ngân hàng đi. Đúng không các em? Mình mở cửa hàng ra mình không có cho nợ lung tung được. Đấy, thì bây giờ mình phải khoanh vùng cái đối tượng khách sĩ của mình nè. Vậy thì bản chất là em phải là một nhà sản xuất, đúng không? Em phải là một nhà phân phối, phải không? Thì khi em sản xuất ra những cái mặt hàng của mình, lô hàng của mình rất là nhiều, thì bắt đầu em mới tìm kiếm những cái nhà phân phối vào, đầu quân vào, đúng không? Họ bắt đầu họ mới nhận hàng của mình về, họ lấy số lượng lớn theo công, công về và họ bán, đúng không? Mình gọi họ là khách sĩ, không các bạn? Hoặc là những cái đối tượng mà họ đi phân phối hàng hóa từ bên nước ngoài đem về đi, họ mua hệ thống GoSell của mình, được không? Đó, lúc đầu họ tìm những cái đại lý phía dưới họ, những cái đại lý con ở dưới cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đó, bắt đầu vô ha. Thì những cái đại lý như thế này phân phối hàng hóa về, thì em thử nghĩ ha, một lần mà họ đánh cả mấy ngàn mặt hàng, một mặt hàng đó mà đánh tới mấy ngàn cái, mấy trăm ngàn cái đi, ví dụ chẳng hạn là vậy,
thì em nghĩ người ta thanh toán một lần hay là thanh toán nhiều lần đó, mình phải giả ra một cái giả thuyết như vậy. Và thực tế như thế nào? Nhiều lần chia đợt 1, đợt 2, đợt 3. Đúng không các bạn? Không có thể nào mà hả mình ép khách sĩ của mình lấy một đống hàng như thế mà thanh toán hết một lần được. Thực tế bên ngoài đó là như thế. Cho nên là bây giờ trong hệ thống của mình á, cũng mở ra cái tính năng công nợ để cho phép người ta thanh toán theo từng đợt được. Đúng không? Theo từng 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 đợt hàng được. Đấy. Bắt đầu mình vào hệ thống nha. Thì đầu tiên mình phải tìm hiểu với nhau về cái câu chuyện là phải kích hoạt cái phương thức công nợ lên. Lúc sáng anh Nam có trình bày cho các bạn phương thức và giao hàng chưa? Phương thức thanh toán và giao hàng á. Thì trong cái phần phương thức thanh toán đó, các bạn để ý sẽ nhìn thấy được cái tính năng công nợ của mình. Đây. Nè, chú ý nè, nó sẽ nằm trong cái phần cài đặt ha. Nó không bao giờ mà nằm ở phía trên này đâu các bạn, cái đó là cái chuyện quan trọng á, nó ở trong cài đặt. Rồi nhìn thấy cái dòng thanh toán giao hàng này, nó cũng giống như các bạn demo cho khách á, khi mà nói đến câu chuyện là bên em có kết hợp với các đơn vị vận chuyển, tại vì sao, mình là một cái website hoặc là một cái ứng dụng thương mại điện tử, đúng không các bạn? Hai cái yếu tố mà để nó cấu thành lên cái website hoặc ứng dụng thương mại điện tử đó là kết hợp với đơn vị vận chuyển thứ ba và đa dạng hình thức thanh toán. Và các đơn vị vận chuyển của mình á, cũng đa dạng luôn. Đây, mở ra cho khách coi, tại vì chị đảm bảo là các bạn mới vô các bạn sẽ không nhớ được những cái anh đơn vị giao vận này đâu nha. Mình nói tới đâu mình mở ra, nó cũng giống như là cái phép để cho mà gợi nhớ cho mình vậy đó. Một cái mẹo để cho mình nhớ. Đây, mình kết hợp với giao hàng tiết kiệm ha, giao hàng nhanh, đúng không? Ahamu thì kia, VN, Việt Nam Post, và cho khách tự mở cái tính năng vận chuyển. Khách có shipper của khách, riêng của khách thì khách tự vận chuyển được luôn. Với lại có những cái mặt hàng mà người ta cần đi gấp hay gì đó, trái cây hay gì, người ta không có muốn những cái đơn vị này đi qua lấy hàng của người ta muốn tự tay người ta vận chuyển tới cho khách hàng. Đó là cái này là chị nói thêm cho cái phần vận chuyển nha. Còn cái phần của mình á, là mình chú ý cái phương thức thanh toán này các em, thẻ ATM, tín dụng trích nợ đó cho những cái khách lẻ đó mà người ta muốn mua thiếu thì mua thiếu ngân hàng đó. Được nè, tín dụng trích nợ vô rồi thanh toán khi nhận hàng. Còn bị bơm hàng nhiều quá mình cũng có thể nói với khách là mình gạt cái tính năng COD này xuống, không có cho người ta là trả tiền xong rồi mới nhận hàng, thì mình tắt xuống. Đó là quyền của mình ha, không ai cấm được mình hết, được chưa? Thì mở lên thì người ta sẽ đa dạng hình thức để mà thanh toán hơn. Tuy nhiên là cái tình huống mà bơm hàng cũng có thể xảy ra, thì bản chất nếu mà em đóng gói lâu quá rồi bên giao vận họ qua họ lấy đến tay người tiêu dùng, người ta không còn cái nhu cầu nữa, người ta có quyền bơm chứ sao các bạn, đúng không? Đặt cái áo đầm đám cưới cuối tuần này đi nhưng mà lại qua thứ hai tuần sau mới giao thì còn đâu nữa, đúng không? Nhu cầu mất rồi. Sự thành công của thương mại, việc thương mại điện tử đó, là giao hàng nhanh, nhanh chóng đáp ứng kịp thời cái nhu cầu của người tiêu dùng nha. Rồi, và tiết lộ thêm với các bạn nữa, khi mà mình là đối tác của những cái anh đơn vị vận chuyển này nè, thì mình được ưu tiên hàng đầu. Đố các bạn tại sao mà lên trên các sàn thương mại á, thì luôn luôn là các bạn nhận được hàng nó nhanh hơn những cái shop mà nó gọi là nó bốc đơn, nó đặt đơn lẻ trên những cái đơn vị này. Rồi những cái câu chuyện mà gần Tết nó tự nhiên nó kẹt, nó tắt, đúng không? Mình nhận hàng trễ hơn. Tại sao sàn được ưu tiên là như thế, và mình là đối tác của họ và mình cũng được ưu tiên nha. Rồi kéo xuống cái hình thức này, công nợ các bạn thấy không, đó nó nằm ở đây nè các bạn nha. Mình sẽ phải gạt cái cờ này lên, tuy nhiên là nó có cái phần chọn nhóm khách hàng. Để làm gì, lúc nãy giống như mình nói với nhau mình phải tách ra giữa khách sỉ và khách lẻ là vậy đó. Vậy bây giờ là khách sỉ, ví dụ em là khách sỉ của chị đi, chị phải gom của em vô một nhóm ha, để khi mà chị bật cái tính năng công nợ này chị chỉ chọn vô, ví dụ như cái 0601 này là mình tưởng tượng ra nó là khách sỉ đi nha. Đó, mình chọn vô một nhóm đối tượng như này, bấm hoàn tất, thì có nghĩa sao, cái trang cá nhân của em á đó, cái thông tin cá nhân đăng nhập của em khi mà em đăng nhập vào trên website, trên ứng dụng ha. Ứng dụng là cái gì, là cái app thương hiệu của người ta. Người ta nếu mà có build Go app với bên mình đó, thì người ta có người ta xài, và không thì thôi, đúng không? Đó, khi người ta đi lên người ta mua hàng thì đúng tài khoản của người ta mới có cái chương trình là công nợ, có được phép nợ cửa hàng nha. Còn những cái tài khoản khác là khách lẻ,
đều không có cái hình thức thanh toán là công nợ, không có nha bạn ha. À, hiểu cái gì không? Vậy thì cái nhóm đối tượng này này mình phải lọc ra bằng cách nào? Bắt đầu đây, cái này các bạn học thêm một chút xíu ha, cho nó rõ ràng cụ thể luôn nha. Đó. Đây là cái phần phân nhóm khách hàng nha các bạn nha. Trong cái phần khách hàng này, à, thì lúc sáng anh Nam có chỉ đây là phần COM của mình không? À, không kịp giờ hả? COM nha các bạn nha, mình tích hợp sẵn COM. Tại sao mình lại lợi hơn những thằng khác? Bản chất là mình kết hợp sẵn và miễn phí hoàn toàn. Trong khi đó những anh khác nếu mà em mua lắt nhắt bên ngoài á, em đi chạy qua Gapfly em mua cái phần mềm COM của người ta, gắn thì em xài. À, còn trong khi đó mình chỉ cần mua đúng một cái phần mềm Google thôi và mình có, mặc nhiên là mình có sẵn COM như thế này rất là tiện lợi ha, tiết kiệm cho mình rất là nhiều nữa. Được không? Trong COM nó nhiệm vụ nó làm gì? Nó thu thập lại thông tin tất cả khách hàng của em nè. Khi mà khách hàng của em á đăng nhập ở trên website đi, chị lấy ví dụ như mở website ra ha. Đây này. À, hiện tại là cái tài khoản này đang được đăng nhập rồi. Đó. Giờ khi mà đăng nhập vô cái anh này ha, anh gõ thông tin đăng nhập vô các thứ nha, anh tạo một cái tài khoản mới thì ngay lập tức là cái thông tin đó nó được auto tự động nó kéo vô COM rồi nha các bạn, không cần phải là tạo đơn, có đơn thì mới có thông tin nha. Ờ, chỉ cần là thành lập trang cá nhân cái là nó có thông tin rồi, và thậm chí là anh đăng nhập nhanh bằng Facebook này nè, được chưa? Những cái thông tin mà được bút lịch ở trên Facebook á là nó tự động nó kéo vô, ngoại trừ khi em che em để only me trên Facebook có thể nó không kéo được thôi. Ờ. Đó, khi đăng nhập vô nha thì sao, tổng hợp lại tất cả những cái thông tin data khách hàng của em, đúng không? Em một ngày mà em bán được biết bao nhiêu người thì em có nhớ nổi thông tin của người ta không? Đúng không? Mình bán truyền thống thì làm sao, cách nào để mình nhớ được? Mình gõ vô file Excel hả? À, hay mình ghi giấy hay gì? Còn cái này nó tự động gì, nó tiết kiệm cho mình thời gian. Ha, mình chuyển đổi số là phải vậy á, là phải có công nghệ vô để nó hỗ trợ, nó làm việc cho mình. Rồi, khi mình có thông tin rồi, em nhìn đến cái dòng phân nhóm nè, đó là cái mục đích mà mình đi nè. Mình đi phân nhóm khách hàng ra. Rồi, à, trong đây nó có những cái điều kiện gì mở ra nha. Thông tin khách hàng ngày đăng ký nè, rồi thẻ khách hàng nè, ứng dụng cài đặt nè. Giờ chị sổ cho các em coi hết rồi đó, các em chọn nha. Thông tin đơn hàng được giao tại đâu, tổng số đơn hàng, tổng tiền hàng, ngày mua hàng, tiếp nha. Sản phẩm đã mua nha, dữ liệu cộng tác viên dropship. Dữ liệu cộng tác viên dropship này có nghĩa là những cái bạn đi dropship á, rải đơn, em nhớ gói cộng tác viên không? Thì những khách hàng đó đó mình sẽ gián tiếp để có được họ luôn. À, thì bây giờ ha, trong những cái điều kiện như thế này thì bạn thấy là cái điều kiện nào nó phù hợp để mình nhóm cái đối tượng khách hàng sỉ lại nhất? Đó. Giờ 1, 2, 3, 4 bạn này là khách sỉ của chị, có thông tin trong đây sẵn luôn rồi. Giờ chị cần nhóm 4 bạn này vô một nhóm, cái nào là phù hợp nhất để mình đặt điều kiện ra đây? Đó. Thẻ rồi, đúng rồi, thẻ khách hàng nè. Thẻ khách hàng có nghĩa là mình gắn tag cho cái khách hàng đó. Vậy bây giờ mình phải quay ngược lại, mình vào khách hàng mình kiếm. À, vào khách hàng kiếm nghe. Thì dĩ nhiên là các bạn có thông tin khách sỉ của các bạn phải biết chứ. Tên của khách sỉ nè. À, rồi. Trong đây là nó có trường thông tin nhiều lắm nha, thông tin công ty nha, tên công ty, mã số thuế nha, số điện thoại, email các thứ. Đây. Thông tin của người ta, giới tính, ngày sinh nhật nữa. À, địa chỉ ha, tất tần tật trong đây rất là nhiều, rất là chi tiết. Thì bây giờ cái thẻ nó nằm ở đây nè các bạn. À, khách hàng sỉ. À. Rồi, nó bị lắc cái nó dính ra chữ S thôi đó. Nói vậy đi, mình hiểu với nhau là khách hàng sỉ ha. Đó, gắn thẻ vậy, xong rồi lưu lại. Rồi, hiểu không? Qua một người khác mình lại gắn tiếp tục. Ví dụ giống như cái ông Tô Ngọc Diệp này đi, cũng là khách sỉ của mình đi. Đấy, mình gắn tiếp. Phải gắn đúng nha các bạn. Lại các bạn đặt cái ký tự là KHS đúng không? Thì bây giờ cũng là KHS nha, phải đúng thì nó mới hiểu được ha. Mình lưu lại tiếp. Đó, mình gắn được cho hai người rồi đó ha.
bắt đầu mình vô mình gom nè, mình gom vô thành một cái nhóm này, phần nhóm. Đó. Rồi sổ ra thẻ khách hàng, kiếm cái tab lúc nãy đó, rồi đúng chưa? Đúng rồi, lưu. Em thấy không, nó vô con số hai người rồi nè, đúng không các bạn? Hồi nãy là chị gắn cho hai người thì giờ gom lại nó vô hai người. Vậy thì sau này á, mình không cần phải làm cái thao tác mà tạo ra cái phân nhóm khách hàng chi nữa. Mình chỉ cần ai là đăng ký là sĩ của mình ha, mà sĩ có điều kiện đồng cấp với nhau đi, thì mình chỉ cần vô mình gắn cái tab đó cho người ta thôi, là tự động nó nhảy vô phân nhóm này. Và lấy cái phân nhóm này mình gắn ngược vô lại cái phần công nợ lúc nãy, đúng không? Là chỉ những người này được phép nợ thôi nha, những người khác không nợ. Rồi ok ha. Rồi bây giờ mình đi mua thử ở trên cửa hàng của mình nè. Rồi để coi đăng nhập vô chưa. Rồi mình lên trên cửa hàng mình mua thử coi cái tính năng công nợ nó sẽ hiện như thế nào. Đó, demo là các bạn làm xong các bạn phải chứng minh được, là chứng minh người ta mua người ta nợ được á, chứ không phải mình nói không khách nó cũng không có tin mình, đúng không? Mình phải làm ra tới nơi tới chốn luôn nha các bạn. Rồi đơn này mua hai cái, rồi giá tiền như đây, tiếp tục. Rồi đó, đến cái phần thông tin cá nhân này, tại vì đây là một người dùng đã từng mua hàng rồi, cho nên là cái hồ sơ thông tin của họ được lưu lại, chứ một người dùng mới là họ phải điền lại ha các bạn ha. Rồi bắt đầu đây, những cái phương thức thanh toán này nó được mở ra, các bạn thấy không, có cái chữ đẹp nợ đó. Đó, và cái đơn này là họ đặt lần một đi, họ muốn nợ đúng không? Rồi tiếp tục. Rồi đàn anh Nam có dặn chưa, shop tự vận chuyển hết nha các bạn ơi, nhà mình tránh cái việc mà rắc rối xảy ra. Tại vì á, mình là cái miền đồ đất là miền trải nghiệm thì của khách hàng luôn á. Nếu mà các bạn để những cái đơn vị vận chuyển khác chọn vô, lỡ tay chọn vô a mua giao hàng tiết kiệm gì đó, người ta sẽ qua lấy hàng thật luôn. Cho nên tránh rủi ro, các bạn tắt giùm chị mấy cái đơn vị đó đi. Hoặc là ai nhớ rồi á thì làm ơn đừng có bao giờ bấm vô hết. Mình chỉ chọn shop tự vận chuyển thôi nha các bạn ha. Bấm tiếp tục. Rồi tiếp tục. Thành công được không? Thành công rồi. Bắt đầu bây giờ cái người chủ này, người ta quản lý cái đơn hàng này như thế nào, người ta sẽ phải đi vô lại trong cái phần admin của người ta. Thế nè các bạn, khi mà nó vừa có đơn hàng một cái thôi là em thấy nè, bắt đầu nó nhảy lên cái email của Chi, nó báo cho Chi biết Chi có đơn hàng mới. Rồi Chi có cài cái Google Seller, nó lại báo cho Chi biết nữa, tiếp tục nó lại báo cho Chi tiếp tục cái thông báo là Chi có đơn hàng mới. Vậy thì anh Nam có nói các bạn Go Seller chưa? Điểm cộng nha các bạn, ghi chú nè, cái Go Seller đó nó hoàn toàn miễn phí cho khách hàng của mình, không có chạc người ta thêm bất kỳ một đồng nào hết. Và nó có nhiệm vụ giống y chang như cái anh admin này mà mình mở trên desktop vậy các bạn, mình quản lý cửa hàng của mình. Mình coi những thông số ở trên, thay vì là mình phải vô admin mình coi, thì bây giờ mình tải cái Go Seller đó xuống, mình coi trên điện thoại của mình. Tiện không? Tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời nha. Đây, và mình nhận đơn hàng ngay tức khắc nữa, quá là hay luôn. Cho nên là các bạn đi bán, các bạn phải nói những cái gì mà nó miễn phí ha, nó tặng cho khách hàng là mình phải ưu tiên mình nói liền cho người ta biết. Này, cái Go Seller này, cái giao diện của nó này các bạn, vô đây nè, bạn còn có thể là tạo được đơn hàng trong này nữa, quản lý đơn hàng, tạo đơn hàng, quét mã vạch đó, nhiều lắm các bạn. Tải về đi, xong rồi lấy cái ID password của cái cửa hàng của mình á, và đăng nhập vô ha. Và các bạn sẽ coi được, thấy được hết tất cả. Và thậm chí nha, những ai mà mua cái bot của bên mình á, cái POS, Go POS á, thì cái Go Seller này nó thay thế cho cả một cái máy quét luôn. Người ta đỡ phải tốn tiền mua cái máy quét mã vạch nha. Tại trong đây nó có cái tính năng đây, tạo đơn hàng mới này đó. Em chỉ cái máy quét chỗ này vô, em quét cái mã vạch là nó lên được cái đơn hàng mới cho mình đó. Mình tiết kiệm được cho cửa hàng, cho cái người chủ đó khỏi phải mua những cái máy quét là cái nhất. Cái thứ hai nữa, trong cái điều kiện mà bây giờ cái POS ở tại quầy mà nó cúp điện đó, nó cúp điện, cái trường hợp mà mình bị miss đơn hàng, mình bị bỏ lỡ cái đơn đó là xảy ra, đúng không? Tại vì máy quét là em cần phải có điện, em cắm vô sử dụng điện, thiết bị máy tính ở đó cũng phải có điện nữa. Đó, ví dụ là như vậy ha.
Thì bây giờ các bạn nhân viên đó, bạn cầm cái điện thoại của mình lên, bật 4G lên và sử dụng cái app No Seller này để mà mình lên lên đơn online để không bị miss bỏ lỡ cái đơn hàng đó, đúng không? Đó, cái gắt ông No Seller nó ok lắm nha. Rồi tiếp tục nè, bắt đầu là người chủ cửa hàng bắt đầu họ thấy có đơn hàng rồi, thì cái nhiệm vụ của họ phải đi vô đây, đi vô cái phần đơn hàng để họ xác nhận cái đơn này cho khách. Nếu cái trường hợp mà họ không xác nhận đi thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp gì các bạn? Nếu bây giờ nha, là bên giao vận cái đơn này được được chọn bởi anh giao hàng tiết kiệm nha, đơn vị vận chuyển là giao hàng tiết kiệm, thì bây giờ chủ cửa hàng quên xác nhận đơn hàng thì tình huống gì xảy ra ở đây? Khách đợi lâu quá khách hủy đơn đó, đúng không? Tại vì một khi mà mình xác nhận đơn hàng đó, thì bên shipper họ mới qua họ lấy đơn của mình được nha. Và mình thậm chí là mình tự giao hàng mà mình không chịu xác nhận đơn hàng này để cho nó ra tới cái bước là hoàn thành đơn á, thì cái doanh thu của mình đó, nó sẽ không chui vô được. À, em bán bao nhiêu mà cái phần kết quả báo cáo doanh thu á, nó không có số trong đó nha. Đó, bấm khi mà mình bấm đã giao hàng như thế này nè là nó mới hoàn thành đơn, nó mới cho mình cái kết quả doanh thu được nha. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy giùm chi ở chỗ này, nó ghi rõ một cái mộc luôn là chưa thanh toán này, thấy không? Đơn này là đơn công nợ đó, đúng chưa? Nó chưa thanh toán nha, chưa thanh toán gì hết nha. Rồi, để yên đó ha. Bây giờ mình qua cái post mình làm này, bán hàng tại quầy. Cái post của mình cũng cho người ta công nợ được luôn nha, cho người ta nợ được. Chỉ có cái gì không cho người ta nợ được nè, cái gâu chat của mình không cho người ta nợ được ha, gâu chat của mình không cho người ta nợ được đâu nghe các bạn nha. Tại vì họ là những người ở trên Facebook kia, làm sao mình biết họ là ai, cho nợ gì được, đúng không? Còn cái bot tại sao lại cho được? Đây, chỉ làm một cái đơn ra các bạn sẽ hiểu được. Này đi. Rồi, cái phần này là cái phần thêm khách hàng mới ha. Nếu mà họ chưa có thông tin này kia thì các bạn có thể thêm khách hàng mới đây này. Đó, thêm khách hàng mới vô ha. Thì cái này các bạn có thể là tìm kiếm khách hàng của mình để mà bỏ tên vô cũng được, hoặc là đó là một khách hàng vãng lai cũng được. Khách hàng vãng lai mà mua tại bot cũng cho công nợ được luôn. Lý do là gì? Em mở cửa hàng ngay tại đó, nhưng mà cái bà hàng xóm kế bên đi, ví dụ là vậy, những cái gian hàng kế bên quen mặt nhau quá rồi. Nhiều khi là em gái của chủ cửa hàng hay gì nữa, đúng không? Kiểu là có mối quan hệ với lại chủ cửa hàng đi, thì bây giờ người ta chạy tới người ta mua thiếu một chút, mình cũng mở cái tính năng này để cho nó thoải mái với nhau, đúng không? Đây, thì bây giờ thay vì cái chỗ mà tiền đã nhận nè, rồi người ta nợ nha, người ta trả không đồng đó, không trả đồng nào hết trơn á, được không? Thì cái đơn này khi mà hoàn tất nó sẽ nói cho các bạn một cái thông tin là khách hàng đã thanh toán số tiền ít hơn giá trị đơn hàng sẽ được đánh dấu là chưa thanh toán sau khi tải, đúng không bạn? Cho nợ nha, áp dụng vô là cho nợ đó. Và thậm chí cái khách này, ví dụ như hồi nãy là đơn 200 mấy, ví dụ 800 đi, mà khách bây giờ moi ra có 500 ngàn thôi, được không? Moi ra có 500 ngàn thôi, nợ lại 300 được luôn. Đó, được luôn. Cho nợ nghe các bạn ha. Rồi nhớ thao tác của Chi không? Chỉ cần là điền vào cái chỗ tiền đã nhận ở chỗ này, cái giá trị mà mình nhận thực tế đó, là tức có nghĩa khách sẽ nợ được. Rồi cũng quay lại đơn hàng, cũng y chang như lúc nãy đó, đơn hàng nó luôn luôn tập trung tại một chỗ đây thôi nha các bạn ha. Rồi nè, cái đơn lúc nãy nè, đúng không? 800 ngàn nè, đúng không? Đây 200 mấy chục ngàn này, mở ra coi phải nợ không, chưa thanh toán, đúng không? Nợ nè, chưa thanh toán nè, thấy không? Vậy bây giờ ha, người ta quay lại người ta trả tiền rồi, cũng cái chị đó, cái chị hàng xóm phía bên đó, chị quay lại chị trả tiền này. Thì bây giờ em bắt đầu em mới xác nhận thanh toán, nó rất là đơn giản các bạn. Cho nên hệ thống này mình bán cho khách hàng á, khách hàng lớn tuổi cũng xài được, rồi những bạn nhân viên cũng sử dụng được, ai cũng sử dụng được hết, bởi vì là có cái lớp training đào tạo của bên phía công ty của mình nha, là các anh chị đây nè sẽ mở ra những cái buổi để mà làm sao cho khách hàng hiểu được hết những cái tính năng của bên mình
nên khi mọi người bán á, mọi người cần nói cái câu chuyện này cho khách hàng hiểu, khách hàng họ nghe để họ yên tâm hơn. Tại bản chất nếu mà em trình bày một cái sản phẩm về công nghệ đi, nó nghiêng về máy tính hoàn toàn và tất cả đều phải làm trên máy tính vậy, những anh chị lớn tuổi, cô chú, anh chị của mình á, lớn tuổi rồi thì nhiều khi họ sẽ cảm thấy rất là nhức đầu, sợ, không dám mua, đúng không? Nhưng mà trấn an họ một chỗ gọi là có cái chương trình hậu mãi thứ nhất, đội CS tham gia vào trong group Zalo á, họ một kèm một vậy đó, hú lên một cái là có đội CS hỗ trợ cho họ rồi, đội training mở những cái lớp ra để mà làm cho họ hiểu hết tất cả những cái này, được không? Rồi trong cái lúc mà họ mua về, họ hoạt động đi, thấy có những tính năng mà cần phải phát triển thêm nữa, họ có quyền liên hệ với phía bên mình để làm riêng cho họ. Các bạn ta chỉ cần là thỏa thuận hai bên ổn thỏa đó, bạn cần phải nói những cái hậu mãi như thế cho khách nha. Rồi vậy bây giờ người ta trả tiền này, mình đóng xác nhận đơn hàng này. Người ta thanh toán hết số tiền này luôn rồi, chỉ cần thêm thôi, rồi nó chuyển qua cái trạng thái là đã thanh toán, ok không? Rất là ok nghe. Rồi đây là cái trường hợp mà thanh toán theo từng đơn hàng như thế nha. Rồi có thêm một cái câu chuyện nữa là bây giờ cái khách này nó nợ rất là nhiều tiền mình rồi, mà bây giờ mình không biết nó là có bao nhiêu cái đơn hàng ở trong đây luôn. Chẳng lẽ là mình lục ra từng đơn của khách đó, thanh toán như vậy nó rất là mất thời gian ha. Thì bây giờ mình có thêm một cách nữa là thanh toán một lần dứt khoát cho một cái khách hàng đó luôn. Rồi chú ý nghe, bắt đầu mình đi qua tới cái phần khách hàng này. Rồi kiếm là kiếm thử cái khách này đang nợ rất là nhiều rồi các bạn. Đây các bạn thấy không, công nợ của chị này lên tới 5,6 triệu rồi nè. Rồi chị thanh toán hết một lần cho chị này luôn. Rồi chị thanh toán 5 triệu thôi, trừ lại miếng nha, để lát làm vụ kia. Rồi bây giờ nè, muốn xác nhận một lần cho cái chị này á, thì mình phải vô trong cái khách hàng đó, tìm đúng tên khách hàng đó, coi đầy đủ thông tin người ta, coi đúng rồi thì bây giờ bắt đầu mình xác nhận thanh toán một lần cho người ta. Đó, bấm vô cái xác nhận thanh toán một lần. Chị này trả 5 triệu ha. Đó, chị này trả 5 triệu. Thêm. Rồi, F5 nó lại hả các bạn? Vậy thì cái số tiền của chị còn lại nè các bạn, công nợ nè. Đó, hồi nãy chị mới trả 5 triệu rồi, giờ cái số tiền nó còn có 655 ngàn thôi. Ở dưới đây nó còn có lịch sử cho các bạn coi nữa nè. Kéo xuống thì bạn sẽ thấy cái dòng đơn hàng công nợ nè, các đơn hàng liên quan, phải không? Chọn vô cái mục ở chính giữa là công nợ nha. Thấy không các bạn? Đây, hồi nãy nó chưa có cập nhật cái đơn lúc nãy ha. Nó chưa có cập nhật á, lát nữa nó cập nhật nó sẽ thể hiện ở trên này nè. Đấy nha, thì mình có những cái chỗ đó để mà mình xem. Rồi thêm một cái nữa rất là hay, đó chính là trong cái vòng sổ quỹ của mình, mình cũng có thể tạo cái đơn thu ha, tạo cái hóa đơn thu hồi công nợ từ trong cái sổ quỹ này luôn. Đây để các bạn chú ý ha, thì cái sổ quỹ á, theo các bạn hiểu là nó là như thế nào, nó quản lý cái gì? Thu chi, đó đúng rồi đó, chính xác. Vậy thì trong cái phần sổ quỹ này các bạn mở ra cái mục tạo hóa đơn, các bạn cũng có thể nói với khách là bây giờ ha, cái người đó mang tiền qua trả cho mình đó, mình có thể là mình trả trong cái sổ quỹ này cũng được nè. Đây chọn cái người gửi vô cái nhóm gửi này, tên người gửi, rồi chọn đúng cái khách hàng đó ha, rồi chọn đúng khách hàng này vào, rồi mình sổ ra cái phần nguồn thu. Mình sẽ thấy cái dòng là thu hồi nợ từ khách hàng. Đó, thu hồi nợ từ khách hàng. Rồi, nha, hồi nãy nhớ là cái khách này còn nợ 600 mấy, 655 ngàn đúng không? Giờ trả 100 ngàn nè. Trả 100 ngàn ha. Rồi, ghi chú khách mới trả thêm. Đó, ví dụ là vậy. Rồi, em lưu lại, đúng không? Một thao tác như vậy thôi là tự động nó cập nhật cho cái khách hàng đó liền. Đây, trong khách hàng search đúng cái người đó ra,
kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. Công nợ nè, đây trừ liền ha, tiền nhận khách hàng này trừ 100.000, đúng không? Trừ họ 100.000 này. Đó có nghĩa là khi mà mình chọn đúng tên vậy đó, là nó sẽ linh qua liền cái khách đó ha. Cái tính năng sổ quỹ rất là hay ha các bạn ha. Rồi kiểm tra lại một chút này. Bảy cái nội dung ngày hôm nay. Rồi bây giờ tới cái khúc mà các bạn thắc mắc gì các bạn hỏi chi nè. Đó, nãy giờ là chị làm với các bạn là đi được 7 cái nội dung rồi đó nha. Dễ không theo các bạn cái tính năng công nợ này nó dễ không? Rất là dễ. Vậy thì trong cái trường hợp khách của mình là đối tượng có người ta có tiền sử đúng không? Thì mình giới thiệu cho người ta cái tính năng này. Đúng chưa? Nãy chị nói như chị nói cho các bạn. Rồi có ai hỏi gì không? Vậy thì nếu như các bạn gặp một cái người đó là một nhà phân phối đi ha, thì mình thứ nhất là mình cần phải nói về cái câu chuyện mà giá sỉ với họ bởi vì mình phải có cái tính năng giá sỉ nữa các bạn, thì cái bài đó nó ở một cái bài khác. Chị đang hệ thống cho các bạn thấy được cái mạch luồng của cái việc mà mình phải gọi là vẽ ra cái câu chuyện mà để giao tiếp với khách hàng thôi. Mình nói về cái tính năng giá sỉ ở trong hệ thống của mình, cách cài đặt giá sỉ như thế nào để cho khách hàng họ dễ dàng thuận tiện lên đơn đó, và đồng thời cũng là tăng thêm cái doanh thu cho họ nữa khi mà mình mở cái tính năng sỉ lên. Thứ hai là mình cho phép người ta công nợ, đúng không? Có ai hỏi gì không? Không thắc mắc là tính năng nhắc nợ hay gì hả? Bên ngoài người ta buôn bán, bên ngoài người ta có cái nợ bán kiểu mà mua, nãy giờ mình đang nói mua bị mua sỉ có cho nợ không? Cái tính năng này nó đáp ứng được nhu cầu thực tế hay nào? Có ngày đặt ha, đây ngày thanh toán này kia có đầy đủ nha các bạn nha. Cái ngày thanh toán của họ này ha. Sao kia mình đặt hả? Sao kia mình đặt nợ nhiều lắm hả? Rồi mọi người thấy gì đặc biệt không? Đây đúng rồi. Cái phần này tại sao hồi nãy cái chị lưu ly thì chị là số dương đúng không? Còn cái này lại là âm 25. Hả? Trả dư hả? Khách trả dư luôn hả? Chết tôi luôn. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, trả nợ mà trả dư luôn, bonus ha em. Hay quá trời hay. Hả? Khách trả tiền trước, trả tiền nhưng chưa lấy hàng, đúng rồi đó. Vậy là cái này là đang chủ shop đang nợ nghe. Chủ shop đang nợ nha các bạn. Cái này nó là cái ngữ cảnh nào, cái khung cảnh nào các bạn? Em đúng rồi đó, em bạn nói đúng rồi. Ví dụ thực tế là không bạn mới đúng không? Cậu. Cảm ơn em có một cái lần hay chút xíu nữa, một chuyện sẽ giải thích cái việc đó là hôm nay muốn bạn này nói cái ý tưởng nãy bạn nói là gì, là đặt trả tiền trước mà chưa nhận hàng đó. Có cái trường hợp nào bên ngoài các bạn? Hàng mà chưa kịp hả? Hàng mà chưa kịp. Đúng rồi, cái này là shop đang nợ đó ha. Là bên ngoài người ta đặt hàng thành công rồi đó các bạn. Người ta đặt hàng thành công rồi, người ta trả tiền cho shop rồi. Các bạn hiểu không? Nhưng mà shop chưa có giao hàng người ta, thì shop trên ý nghĩa là shop đang thiếu người ta đó. Và ở trên hệ thống thì nó ghi nhận rằng là thiếu bằng cái con số tiền này.
Đó là một tính năng mà rất là tuyệt vời các bạn nha. Ừ. Nhớ ha, âm là shop đang nợ, còn dương là mình đang nợ shop. Ha, nhớ nghe. Đây. Rồi, nãy nói tới cái phần mã tham chiếu thì chị mở ra cho các bạn coi một chút. Mình có cái mã tham chiếu này nó rất là hay. Bạn biết sao không? Nó giống như là một cái chứng từ vậy các bạn. Cái bằng chứng là à, anh có đặt hàng và anh có nợ bên cửa hàng của tôi này. Được không các bạn? Đó. Đây. Đơn hàng của mình mã số bao nhiêu, thông tin đơn hàng tách ra đầy đủ hết. Dạ. Nè. Thông tin người mua hàng, số điện thoại của người ta. Đúng không? Nè, địa chỉ của hóa đơn. Đấy. Thì bên hệ thống của mình á cho ra những cái chứng từ như thế này. Cho nên là bên phía người bán là khi mà người ta cho phép công nợ như vậy á, người ta cũng rất là yên tâm. Đúng không? Em cho phép họ công nợ nhưng mà hệ thống không lưu lại những cái hồ sơ chứng từ như thế này, cái kiểu gọi là đơn hàng mắc nợ, đơn hàng nợ như thế này không có, thì làm sao sau này ăn nói như thế nào, đúng không? Đó, trong khi đó là nó lưu lại ngày giờ của khách đặt hàng ra làm sao có, đúng không? Rồi khách chi tiết, khách mua món gì, rồi số tiền bao nhiêu ha, và khoản này là khoản chưa thanh toán, rất là quan trọng. Rồi nha. Rồi hiện tại là khách hàng của wholesale, khách hàng của em đã sử dụng thương nhân lên sử dụng là thép, thì thép hả? Họ ra thép chị. Ờ. Thép. Thì bên mình là có công nợ này, thì là bên mình là nhiều đối tác là công nợ là rất là nhiều. Vâng. Thì trong cái phần mềm mình có cũng như là công nợ thì nó sẽ thanh toán được từng đợt và thanh toán theo một đợt. Thì có cái lịch khách hàng khác nhau, bên kia người ta điều tới ngày là nhận được cái giao ý, ý đó là người ta. Ừ. Rồi. Câu trả lời luôn là mình chưa có. Ừ. Nhưng mà chị hy vọng là trong tương lai chắc chắn cũng sẽ làm. Bởi vì đã làm ra cái tính năng công nợ rồi thì phải có nhắc nợ. Em mà thật ra là anh bổ sung thêm cái này ha, cái này là kinh nghiệm cá nhân của anh thôi. Dạ, chia sẻ cái này để các bạn sale có được cái lý lẽ. Thì cái trường hợp của bạn mình vừa raise lên đó là khách hàng ký hợp đồng rồi, anh không nói ha. Bây giờ các bạn sale khác khi mà các bạn gặp khách hàng đặt cái câu hỏi như vậy thì đúng như theo cô Chi nói thì thực tế là như vậy, nhưng là mình có rất là nhiều cách để mình control nó. Đầu tiên là mình sẽ có cái bộ lọc, mình sẽ lọc được những khách hàng nào đang có những khoản nợ trên bao nhiêu tiền chẳng hạn như vậy, đúng không? Đầu tiên nha, là mình sẽ lọc được cái bộ lọc là ví dụ như em tìm giùm anh những khách hàng nào đang nợ trên 3 triệu đi. Đó. Rồi. Rồi bây giờ nó ra một danh sách này. Đó, ví dụ như vậy đi, anh ví dụ ha, một danh sách ví dụ cả ngàn người, đó. Thì mình sẽ có thể contact ở đây nếu nó ít, hoặc mình có thể xuất ra một cái file Excel. Và từ cái file Excel đó, mình sẽ có các công cụ. Anh dùng từ nếu mà các bạn hỏi về cái công cụ mà nhắc nợ á, anh chia sẻ thêm mình có rất là nhiều công cụ ở những cái app, những cái ứng dụng, và thậm chí là bằng cái Google email vẫn có thể nhắc giúp mình được. À, cái đó anh chia sẻ thêm thôi, nó là một cái kiến thức bên ngoài nó khá dài. À, nó là thủ thuật, và nếu mà bạn nào thật sự muốn học về những cái kỹ thuật đó thì có thể PM thêm, thì nó nằm ngoài cái hệ thống của mình. Và mình đều có thể set up được những cái đó. Nếu mà cần anh sẽ chia sẻ thêm cho các bạn, để các bạn có thêm những cái skill để trả lời cho khách hoặc là chốt khách nếu cần. Tại vì nhắc đến cái việc mà nhắc nợ nó là cả một cái hệ thống, như ngân hàng chẳng hạn là có cả một cái đội, đúng không các bạn? À, nhưng mà một vài cái thủ thuật mình có thể làm tự động được nha các bạn nha, yên tâm. À, bán tự động. À, rồi ở đây thì mình như các bạn thấy ha, cô Chi là đang demo cho các bạn cái cách lọc những khách hàng nào nợ trên bao nhiêu tiền. Thì mình cơ bản mình là người làm kinh doanh thì mình phải có kế hoạch thu hồi nợ, đúng không các bạn? Đúng không? Thì GoSale đã làm rất là tốt, giúp tất cả mọi người mình control được cái số tiền vượt ngưỡng bao nhiêu rồi. Được không nào? Còn lại là câu chuyện thực tế bên ngoài các bạn nha. Chứ còn yếu tố con người nó khác với cái yếu tố máy móc. Máy móc nó chỉ thống kê giúp mình thôi. Đó. Ha, ok không? Cảm ơn anh Minh. Anh cũng định nói cái ý là ngoài cái việc chăm sóc khách hàng thì chúng ta có một đội ngũ training là trực tiếp training live, training luôn nha các bạn. Training trực tiếp cho cái người chủ doanh nghiệp đó, mà không phải là training cái cách sử dụng sản phẩm không,
mà là cho nên cái định hướng và những cái ý tưởng, những cái đó mới là cái thực sự mà doanh nghiệp cần. Các bạn hiểu không? À, rồi à, anh cũng nói sau thêm một chút. À, anh không có nói ai đúng ai sai, ai hơn ai thua, nhưng nếu anh là sale của GoSale thì anh sẽ nói như sau. À, cái mà mình đang hướng đến đó, em cùng với anh chị, là một cái chặng đường dài, chứ không phải là 1 năm hay 2 năm. Có thể là ở thời điểm hiện tại, các anh chị chỉ cần một cái máy POS, một cái thiết bị POS. Thì bây giờ anh chị, nãy giờ anh chị đang nói chuyện với em là cái máy POS, nhưng em cá với anh chị với cái đà phát triển của anh chị, 2 năm sau anh chị sẽ cần website, sẽ cần rất nhiều thứ, và không có đâu mà cung cấp được cái giải pháp toàn diện như là GoSale hiện tại. Tại vì những cái công ty ngoài kia, anh không nói tên nha, thì họ chỉ cung cấp hoặc thiết bị này hoặc nền tảng kia thôi, và chỉ có mình, chỉ có tụi em mới có được một cái nền tảng mà nó đồng bộ toàn diện như vậy. Sáng nay các bạn mới, nhất là các bạn mới đã học, và chắc là được anh Nam nhấn mạnh về cái sự đồng bộ rồi, đúng không các bạn? Đồng bộ đa kênh, các bạn cần phải phát huy tối đa cái từ này ha các bạn ha. À, đó là một cái điểm mạnh nhất mà GoSale mình đang cung cấp cho khách hàng đó. À, anh có vài lời như vậy. Cảm ơn câu hỏi của bạn, rất là hay ha. Rồi, cảm ơn anh Minh nhiều. Lúc nãy em thấy là có ai trên online muốn hỏi hả ta, nhưng mà sao em không có nghe được á anh Nam ơi, sao cái thiết bị của bên em không có nghe ai hỏi hết trơn á. Alo, em nghe không? Em nghe không? Không, anh Nam nhắn tin riêng mà chị đâu có nghe được ai hỏi đâu. Alo, các bạn online ơi. Alo, em nghe rõ không ạ? Ừ, bạn nào có câu hỏi thì chat vô ô chat cho chị nha. Rồi, có một vài điều dặn các bạn mới một chút xíu nữa nè. Khi mà các bạn có tài khoản ha, cái này gọi là cái tài khoản của GoSale mình, tài khoản chung á, thì các bạn vô để mà các bạn học vị trí của nó, được không? Cũng giống như là bây giờ chị nói là cái chỗ nào để mà mình đăng dịch vụ lên trên website mình bán đâu. À, thì bạn phải nhớ ra được vị trí nó nằm chỗ nào đâu, bạn chỉ dùm chị chỗ nào đăng dịch vụ lên. Dịch vụ, đúng không? Đó, tạo dịch vụ ha. Đấy, cũng giống như là bây giờ hỏi về cái phần phân tích báo cáo doanh thu đi, thì không có một cái doanh nghiệp nào mà người ta không quan tâm đến chuyện lời hay lỗ hết, phải không? À, mình phải biết nhớ cái vị trí của nó nè, trong phần phân tích ha, có đơn hàng và cả đặt chỗ. À, đúng không? Đơn hàng là dành cho những người bán hàng, bán sản phẩm ra, có không? Còn đặt chỗ này là sao? Về quản lý dịch vụ của họ, thống kê lại doanh thu dịch vụ của họ, đúng không? Đó, cái ý ở đây chị muốn nói với các bạn là các bạn thuộc được cái vị trí để khi mà mình demo á, mình không có lẩn khẩn. À, mình lẩn khẩn cái là nhìn khách hàng nhìn mình thiếu chuyên nghiệp liền. À, giả dụ như anh hỏi em ơi, bên em có cái phần CRM không, nó nằm ở đâu, rồi coi về tổng quan khách hàng RFM chẳng hạn là vậy. Rồi các bạn không biết, trong đây không biết nằm ở đâu hết, bạn tìm hoài là mình chuột cơ hội với khách hàng, đúng không? Thì cái ý mà hồi nãy ảnh muốn coi là coi cái gì, coi cái phần đây, khách hàng của mình có cái mục tổng quan để mà mình biết được về cái hành vi của khách hàng của mình, đúng không? Đây nhiều lắm nha các bạn nha, thì sản phẩm GoSale của mình rất là nhiều, tính năng rất nhiều, chi tiết nhiều, cho nên là các bạn cần phải có cái thời gian các bạn xem từ từ, và cái kinh nghiệm đưa ra là các bạn phải tự học, tự lên trên YouTube các bạn coi trước nha. Nếu mà các bạn cứ đợi mỗi một tuần 2 ngày như thế này là nó không kịp đâu ha. Trong tuần đầu tiên là bạn phải chạy KPI rồi, đó. Nè, đó, mở ra cái phần tổng quan này các bạn sẽ thấy được rất là nhiều chi tiết trong này để mình nói chuyện với khách hàng. Ngay tại cái yếu tố mà khách hàng quay lại thôi là mình đủ rất là nhiều idea để mà mình nói nè. Đó, nếu mà cái con số ở đây là nó hiện lên mấy trăm người đi ha, thì mình biết được cái việc là cái việc quay lại nè, nó phản ánh cái chất lượng và cái sản phẩm mà khách hàng của mình đó, đang bán ra, đúng không? Đây, coi nha các bạn ha. Đây, mở qua phần phân tích báo cáo doanh thu chút xíu cho mọi người coi nè. Rất là chi tiết ha. Nó đang cập nhật rồi bạn, nó không có lên được, nó là gì, nó đang cập nhật. Rồi. Ok vậy ta, cái máy em bị gì á anh ơi?
Anh Nam nói là anh alo quá trời mà em không có nghe. Đúng không? Nãy giờ mình đâu có nghe gì đâu. À, không nghe nữa. Không, phải tắt cái. Phải tắt chứ không thôi là nó bị vang tiếng. À, chị đang dùng đó. Chắc là cái loa thiết bị của cái loa của máy chiếu nó không không ảnh mở mic đó mà ảnh alo bên mình không nghe. Cái loa của mình, cái loa máy chiếu mình gặp chị là em thì nó là bên dịch. Ừ, không thấy ai nhắn gì hết, trong nó lép rồi. Rồi, ok mọi người. Rồi, buổi chương trình của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người ha. Chúc các bạn một tuần làm việc tràn đầy năng lượng nè. Cuối tuần là ai cũng sẽ được giữ lại hết.